Mình là Trường An đến từ bản tin hóng trên kênh Mật Ngọt TV. Và cùng mình cập nhật những thông tin mới nhất và hot nhất ngay sau đây nha. Chiều ngày 15 tháng 4, Thủ tướng và Thường trực Chính phủ họp quyết định về việc kéo dài thời gian cách ly xã hội để đảm bảo giải pháp chống dịch COVID-19. Lần này, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch kiến nghị Thủ tướng phân loại và có giải pháp đối với địa phương theo từng nhóm nguy cơ. Theo đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia thống nhất chia các địa phương thành 3 nhóm: nhóm có nguy cơ cao, nhóm có nguy cơ và nhóm nguy cơ thấp để có biện pháp phòng chống dịch phù hợp và tương ứng. Cụ thể, nhóm có nguy cơ cao gồm 12 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Hà Tĩnh. Trong nhóm này, Hà Nội hiện là địa phương có số ca nhiễm COVID-19 lớn nhất cả nước với 115 ca. Đặc biệt, địa phương này đang có ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh có diễn biến phức tạp. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi bản tin hóng trên kênh Mật Ngọt TV. Và đừng quên nhấn like và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất và hot nhất trong ngày nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bản tin lần sau.